gọi là làm trẻ hóa con người, làm kéo dài tuổi thọ con người, đó là cái nhân sâm của mình. Thì chính vì hai chức năng, thì chính vì chức năng đại bổ nguyên khí mà nhân sâm được tặng hai chức năng, đó là khải tử hồi sinh và duyên niên kết thọ. Đó là về đông y. Thì ngoài ra đông y á, cái nhân sâm nó còn có giúp do gì? Minh mục tức là sao? Minh mục tức là làm cho sáng mắt, làm minh mẫn thần minh tức là làm cho tinh thần của mình minh mẫn hơn. À, những người nào mà tinh thần không được hay bị bấn loạn, những người nào mà tinh thần gì buồn chán, hay là những người nào mà tinh thần gì bị suy kiệt, suy yếu hoặc là suy sụp tinh thần á, thì uống xong mà cảm thấy là tinh thần mình hưng phấn hơn. Nhưng mà những cái chức năng về minh mục và minh mẫn thần minh á, thì có thể gặp có thể tìm ở những cái loại cây khác, nhưng mà cái chức năng mà đại bổ nguyên khí thì chỉ có ở nhân sâm mới có thôi, đúng không ạ? Nên là nhân sâm được đứng hàng đầu và gì thần dược của đông y. Về 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 đó đó là về đông y. Đông y thì họ dựa trên kinh nghiệm dân gian và kinh nghiệm lâm sàng, tất cả trải qua một thời gian dài và kinh sách để lại. Nhưng mà chọn tây y thì sao? Tây y thì muốn chứng minh một cái vấn đề nào đó, muốn chứng minh một cái sản phẩm nào đó, nó phải dựa trên kinh nghiệm lâm sàng và thực nghiệm lâm sàng, được không? Tức là ví dụ như nó muốn chứng minh được cái nhân sâm, tế bào gốc của mình nó có khác biệt, nó có công dụng như thế nào á, thì họ phải gì dựa trên hai nhóm bệnh nhân. Người ta chia làm hai nhóm bệnh nhân, một nhóm sử dụng gì nhân sâm tế bào gốc và một nhóm gì sử dụng giả dược nhân sâm tế bào gốc, được không? Giả dược nhân sâm tế bào gốc thì một bên là thì và sau đó gì alpha tuyệt đối, tức là alpha tuyệt đối, alpha của nó là lớn hơn là alpha của nó phải lớn hơn 95%. 95% tức là khác biệt giữa cái nhóm A và nhóm B. Một bên sử dụng nhân sâm giả dược và một bên sử dụng nhân sâm tế bào gốc, thì khác biệt đến 95% thì người ta chứng minh được rằng, thứ nhất, nhân sâm của mình có tác dụng là tăng cường hệ miễn dịch, được không ạ? Đây, Combination for Enhancing Immunity. Anh chị có thể lên cái trang web là USPTO. Đây là một cái trang web của tổ chức cấp các bằng chứng nhận và phát minh của bên Mỹ. Thì .gov là một cái là .government đó anh chị. Thì .government thì đảm bảo với các anh chị là không có một người nào có thể làm giả được. Government thì chỉ có chính phủ được tạo thôi. Thì .gov này là một cái tổ chức rất là uy tín của bên Mỹ. Thì họ chứng minh được là Combination for Enhancing Immunity tức là làm tăng cường hệ miễn dịch. Anh chị có thể lên cái trang web đó, anh chị search là 8617621, anh chị sẽ search ra một cái bài báo như thế này và nó tầm khoảng là 25 đến 30 trang. Thì cái này anh chị sẽ có thể có một số người họ biết tiếng Anh á, anh chị biết tiếng Anh á, anh chị có thể lên đây đọc hoặc là xem lại cái bài chia sẻ trước của em cũng có chia sẻ về cái USPTO này. Thì nó chứng minh được à, nhân sâm tế bào gốc của mình có tăng cường hệ miễn dịch. Đây, từ plant stem cell này anh chị và Barnard Ginsen, được không ạ? Thì tăng cường hệ miễn dịch tức là sao ạ? Tức là mình tăng cường cái hàng rào bảo vệ cơ thể của mình, nó là một cái hàng rào mà chống chọi với mọi bệnh tật, mọi cái tác động của môi trường, mọi cái ô nhiễm của môi trường, mọi cái thức ăn mà độc hại vào cơ thể mình, thì nó là hàng rào bảo vệ đầu tiên cho cơ thể mình. Nó giúp tăng cường hệ miễn dịch. Nên là những người nào hay bị gì trái gió trở trời, hay bị cảm nè, hay bị sổ mũi nè, hay bị bệnh nè, thì mình dùng sản phẩm nhân sâm tế bào gốc này mình sẽ cải thiện rất là tốt, được mà. Cái chức năng thứ hai đó là gì ạ? Là Combination for Anti-Aging or Antioxidant, tức là sao? Tức là nó giúp cho chống lão hóa, chống oxy hóa, khử gốc tự do. Đây là từ mà là containing plant stem cell nè, Barnard Ginsen nè anh chị. Tức là cái tế bào gốc nhân sâm của mình có khả năng chống oxy hóa, chống lão hóa và khử gốc tự do. Thì nó là chính vì cái chức năng mà khử gốc tự do này á, nên là nó lại dẫn tới một cái chức năng kế tiếp, đó là Combination for Cancer Prevention or Treatment, tức là giúp cho hỗ trợ phòng ngừa hoặc điều trị ung thư. Đây là một cái điều hết sức tuyệt vời. Và tại sao mà nhân sâm của mình lại giúp cho điều trị được ung thư? À, rất là ít các thực phẩm chức năng hay các sản phẩm thông thường bên ngoài họ dám ghi là điều trị ung thư, khẳng định các anh chị luôn. Hầu như là hỗ trợ điều trị là chính. Nhưng mà ở đây trong cái bằng chứng khoa học của Mỹ lại ghi là phòng ngừa hoặc điều trị ung thư, được không ạ? Và cơ chế nó như thế nào? Thì cái cơ chế ung thư anh chị phải biết gì cái cơ chế ung thư, được không ạ? Thì cơ chế ung thư nó như thế này đó, cơ thể mình có những cái gốc tự do, anh chị nhớ mà, cơ thể mình có những cái gốc tự do là có gồm có
nơi trong và ở trong nó quay xung quanh, được không ạ? Khi môi trường, ví dụ như mình ăn những đồ gì, những đồ chiên xào nóng hoặc môi trường tác động vào thì những cái ở trong này nó sẽ bị văng ra ngoài. Đây các chị thấy một trắng trắng này nè, nó bị văng ra ngoài, nó bị văng ra ngoài thì nó trở thành một cái góc tự do. À, và cái điện tử này nó bị thiếu điện tử thì nó sẽ lấy điện tử nơi khác, lấy điện tử nơi khác, và nó lấy dễ nhất nó là lấy ở ở ở cái ADN của mình. Thì ADN của mình á, anh chị nhớ nhớ cho em, giúp em, đó là ADN của mình có hai cơ chế, đó là cơ chế tự sinh và cơ chế tự hủy, được không ạ? Cơ chế tự sinh tức là khi cơ thể mình bị tổn thương hoặc là tế bào cũ họ bị chết đi, hoặc là nó bị chết đi, hoặc là anh chị bị thương thì những tế bào nó bị chết đi thì những tế bào còn lại nó sẽ làm vết thương, nó giúp cho phục hồi và nó bù đắp cho những tế bào đã chết đi, được không ạ? Cơ chế tự sinh. Một cơ chế thứ hai đó là cơ chế tự hủy, hay còn gọi là cơ chế apoptotic. Thì cơ chế tự hủy này nó giúp cho đảm bảo được cơ thể anh chị nha, ví dụ như những tế bào nó sinh ra nó bị đột biến, hoặc là tế bào lạ nó phát hiện, hoặc là một cái gì đó nó bất thường, thì tế bào này nó sẽ tự báo cho bạch cầu tới ăn nó, hoặc là nó tự chết đi, thì gọi là cơ chế tự hủy. Nhưng mà đáng buồn đó là cái cơ chế tự hủy này nó lại chứa nhiều cái điện tử, nó chứa nhiều điện tử nên là nó sẽ dễ hút cái gốc tự do này. Lúc lúc ít thì không sao, nhưng mà lúc nhiều nhiều lên dần dần mà mình không khử gốc tự do thì những cái gốc tự do này nó sẽ đánh vào cái ADN của mình, nó làm gãy mất cái cơ chế là apoptosis, nó dẫn tới là một cái tế bào này nó sẽ chỉ có sinh mà nó không có hủy, tức là nó không thể nào nó tự chết được, tức là nó chỉ có đẻ, nó phát triển, nó nở, nó phân chia tế bào mà nó không thể nào nó chết được, thì được gọi là tế bào gì ạ? À? Gọi gọi là tế bào bất tử, hay còn gọi là tế bào ung thư, được không? Thì ung thư được do thể ra là do các gốc tự do này tác động vào cái ADN của mình. Cơ chế thứ hai đó là do di truyền. Di truyền thì là sao? Ví dụ như bố mình bị ung thư phổi, mẹ bị ung thư phổi thì con dễ bị ung thư phổi lắm. Đơn giản là sao? Tại vì cái ADN và cái gen di truyền từ bố mẹ mình cho mình, cái chỗ mà gốc tự hủy đó, nó bị yếu, nó bị lỏng, nên là lớn lớn 18 20 tuổi là bị gì? Là bị tác động vào là bị gãy cái ADN, nó là dẫn tới có hình thành tế bào bất tử thì dễ xảy ra ung thư, đó mà. Thì chính vì cái chức năng mà khử gốc tự do và chống oxy hóa này á, nên là nó lại giúp cho hỗ trợ cho phòng ngừa hoặc về điều trị ung thư, đó mà. Rồi cái chức năng thứ tư mà em muốn chia sẻ với anh chị đó là Combustion for preventing or treating liver disease, và cụ thể hơn là nó giúp cho hỗ trợ cho tế bào gan rất là tốt, nó giúp phục hồi lại tế bào gan của anh chị. Thì anh chị biết tế bào gan của mình là một tế bào nó giúp cho nó, đặc biệt là nó là một nhà máy đào thải độc tố cho anh chị. Mọi thức ăn mình ăn uống vào hàng ngày, mình ăn vào là xuống dạ dày, xuống ruột non và nó đi đến gan, gan nó đào thải tất cả mọi thứ vào, nó mới đưa lên tim và tim mới bơm dinh dưỡng đi toàn cơ thể, nuôi cơ thể, đúng không? Thì cái tế bào gan của mình đó là một nhà máy đào thải độc tố và nó có khả năng bù trừ rất tốt, tức là cái nhà máy này nó bóc lột công nhân một cách khủng khiếp. Tức là sao? Ví dụ như anh chị uống rượu, anh chị bị viêm gan CVB, viêm gan CVC hoặc là bị gan nhiễm mỡ thì tế bào gan của anh chị nó bị chết dần 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 dần, thậm chí là nó chết đến 90%. 90% tế bào gan của anh chị nó bị tổn thương, nhưng mà 10% còn lại nó vẫn khả năng là bù trừ tất cả. Anh chị sẽ không thấy một triệu chứng nào hết, anh chị sẽ cảm thấy rất là bình thường. Anh chị thấy rất là nhiều người uống rượu một thời gian 10 năm, 20 năm không có sao hết, nhưng mà đùng một cái vàng da, vàng da, bán bụng, xơ gan, cổ trướng. Thì gì? Khi mà tế bào gan nó chết đến 95%, 5% nó bù trừ không được thì bắt đầu là biểu hiện triệu chứng và rất nặng. Thì những người nào mà chịu biểu hiện triệu chứng của bệnh về gan á thì thường gì, thời kỳ cuối không à, đúng không ạ? Thì cái nhân sâm tế bào gốc của mình nó vào gì, nó giúp hỗ trợ và phục hồi lại tế bào gan rất là tốt, đúng không ạ? Thì đặc biệt trong cái nghiên cứu của cái Mỹ, ở Mỹ á, thì nó lại về nghiên cứu gì về hỗ trợ phòng ngừa và hoặc cái gì phòng ngừa hoặc điều trị về về viêm gan CVB cụ thể luôn anh chị. Ở trong đó nó có rất là nhiều nghiên cứu về viêm gan CVB, nó giảm cái nồng độ HBsAg cũng như là sự sinh sôi nảy nở của vi virus HBV, được không ạ? Đó là cái chức năng của
của nhân sâm tế bào gốc giúp cho tế bào gan rất là tốt. Và cái chức năng cuối cùng mà em muốn chia sẻ của cái USPTO công nhận về nhân sâm tế bào gốc của mình đó là for preventing or treating S là gì ạ? S là hội chứng suy giảm hệ miễn dịch mắc phải, người ta hay nói HIVS đó anh chị. S tức là hội chứng suy giảm hệ miễn dịch mắc phải. Nó có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh S, nhưng mà nguyên nhân hàng đầu là HIV, nên là người ta hay nói là HIVS, nhưng mà HIV nó khác với S nha anh chị. Thì ở đây mình đó là hỗ trợ phòng ngừa hoặc điều trị về S, tức là suy giảm hệ miễn dịch mắc phải, được không ạ? Thì chính vì cái chức năng mà tăng cường hệ miễn dịch là gì? Enhancing immunity, nên là giúp tăng cường hệ miễn dịch, nên là nó hỗ trợ điều trị hoặc phòng ngừa về bệnh S rất là tốt, được không ạ? Được không ạ? Rồi, đó là cái chức năng này. Và em muốn em ở đây em chỉ muốn chia sẻ anh chị chút xíu về vấn đề về về ung thư, được không ạ? Thì anh chị chú ý nha, ở cái ung thư của mình á, ở đây các bằng chứng này nè, hỗ trợ phòng ngừa hoặc điều trị về ung thư, nhưng mà của mình đó là nhân sâm tế bào gốc nha anh chị, plant stem cell và senescence, chứ không phải là nhân sâm nha anh chị. Người ta nói ngày trước đây á, anh chị sẽ đọc rất là nhiều tài liệu hoặc là một số sách y học, người ta sẽ nói là chống chỉ định nhân sâm không được sử dụng cho những người bệnh nhân bị ung thư hoặc là bị gì u bướu, những người bị u bướu hoặc là ung thư là không được sử dụng nhân sâm. Ha. Bởi vì sao? Bởi vì nhân sâm là một chất bổ dưỡng, nó giúp cho tế bào ung thư nó phát triển mạnh hơn. À, và trong y học, trong Tây y, người ta nghiên cứu ra nhân sâm á, nó có một cái chất gọi là Rb1. Rb1 này nó giúp cho tăng sinh mạch máu và lại gây bốc hỏa. Tức là anh chị, những anh chị nào mà bị cao huyết áp á, không được sử dụng nhân sâm. Và thứ hai là những người nào mà bị ung thư á, là không được sử dụng nhân sâm. Do nó tăng sinh mạch máu thì nó dẫn tới máu tới nuôi khối u được nhiều hơn. Đúng không ạ? Nó nuôi tế bào được tốt hơn, nhưng mà những người vô tình nào, những người nào mà có khối u thì nó lại giúp cho tế nuôi tế bào ung thư tốt hơn, thì nó dẫn tới là phát sinh, gọi là tế bào ung thư nó nảy nở và nó phát triển tốt hơn, đúng không? Thì đó, nên là nhân sâm không được sử dụng cho những người bệnh nhân bị ung thư, anh chị nhớ mà. Nhưng mà người ta nghiên cứu ra đó, trong nhân sâm rừng và hồng sâm á, nhân sâm rừng và hồng sâm nha anh chị, chỉ có nhân sâm rừng và hồng sâm chứ không phải là những nhân sâm nuôi trồng nha anh chị, thì nó có hai cái hoạt chất, đó là Rg3 và Rh2. Thì hai cái hoạt chất này là rất là tốt cho những người bị ung thư, nó giúp cho biến đổi một người bị đang một tế bào ung thư nó trở nên lành tính, nó giúp phát triển những tế bào bình thường nhưng mà ngăn cản sự phát triển của tế bào ung thư. Nên là hai cái hoạt chất Rg3 và Rh2 này nó rất là tốt cho những người bị ung thư. Nhưng mà người ta nghiên cứu đi, nhân sâm nó có là Rb1 là hại cho những người ung thư. Rg3 và Rh2 thì nó tốt cho những người ung thư. Nên là anh chị thấy là người ta cân đo đong đếm giữa việc lợi và hại, và người ta quyết định là nó hại nhiều hơn lợi, nên là người ta không cho sử dụng nhân sâm cho những người bệnh nhân ung thư, mặc dù nó hỗ trợ rất tốt, được không? Nhưng mà cái tại sao của mình ở đây có bằng chứng của khoa học, nó ghi là hỗ trợ phòng ngừa hoặc điều trị về ung thư, tại vì á của mình á là nhân sâm tế bào gốc. Thì ông nhà khoa học về ông John Muchin á, ông đã gì ông đã chuyển được tất cả Rb1 này nó sang cái hai hoạt chất đã tốt cho cơ thể, đó là Rg3 và Rh2, được không? Nó chuyển tất cả nó qua đây, rồi nó lại gì, anh chị dùng cái sản phẩm của Syncentury, anh chị sẽ không cảm giác bốc hỏa, không cảm giác là mình bị nóng trong người, những người huyết áp cũng uống vẫn bình thường, được không? Và nó lại rất tốt cho những người bệnh nhân ung thư, là đây là Rg3 và Rh2, đó là hai hoạt chất Syncentosis rất quý hiếm, và chỉ có ở hồng sâm và nhân sâm núi hoang dã mới có, là anh chị. Đây là cái sản phẩm của mình thì nó sẽ có hai hoạt chất này rất cao, nồng độ rất cao. Ok, được không ạ? Rồi. Thì á, cái nhân sâm nó tốt như vậy. Cái nhân sâm nó tốt như vậy và nó quý như vậy và nó đại bổ nguyên khí và nó rất là tốt. Và thực sự là nhân sâm ngày trước đây anh chị biết á, nó chỉ dành cho vua chúa và những người nào mà có tiền họ mới được dùng thôi. Và đúng một cái củ nhân sâm mà chuẩn 50 năm ở Hàn Quốc phải lên núi cao tìm kiếm, và một năm nó không vượt quá là 30 cây một năm luôn anh chị. Vậy không? Không vượt quá 30 năm 30 cây một năm, và một cây nó có thể trị giá lên tới 30.000 đô la Mỹ một cây, và nó tương đương là khoảng hơn 600 triệu Việt Nam đồng, 600 triệu Việt Nam đồng một cây á anh chị,
mà thực sự là nhân sâm rừng và núi hoang dã đó chỉ dành cho vua chúa họ xài thôi, được không ạ? Thì dân thường mình có được dùng không ạ? Dân thường mình chỉ dùng đảng sâm thôi, đảng sâm à, nên là không được dùng nhân sâm, được không ạ? Thì á, rất là may mắn là nhờ có công ty Glory Group Holding đã hỗ trợ và hợp tác cùng với viện nghiên cứu Plantel ở Hàn Quốc, và các viện nghiên cứu và công công ty Glory Group Holding này là công ty mẹ của SunCentury anh chị. Họ đã mua cái bản quyền và mua cái cổ phần của công ty Plantel và bắt đầu là họ hợp tác sản xuất và phát triển này. Viện nghiên cứu Plantel là viện nghiên cứu này nó đã được xuất hiện trên truyền hình Discovery Mỹ rất là nhiều, Discovery bên Mỹ á, rất là nhiều. Thì ông đã hỗ trợ cho ông Yong Woo-jin. Đây là ông Yong Woo-jin đó anh chị. Anh chị thấy do ông Yong Woo-jin đã xuất hiện trên truyền hình Discovery á. Ông này đã là cha đẻ của ngành tế bào gốc thực vật. Và ông này đã giúp cho cái đó, ông này đã bắt đầu ông phân lập được tế bào gốc. Ông phân lập, ông đã thành công trong việc là phân lập được tế bào gốc của cây nhân sâm. Anh chị biết á, cái tế bào gốc của thực vật ngày trước đây người ta phân lập rất là khó, người ta tìm cách nào mọi cách nó mỏng như thế này nè anh chị. Đây là cái lớp tế bào gốc này anh chị, tế bào gốc thực vật này đó, người ta phải tìm mọi cách để tách tách được cái lớp tế bào gốc này, nhưng mà chưa có tìm cách nào để mà tách được. Nhưng mà các ông nhà khoa học này ông rất là giỏi, thì ông đã thành công trong việc cái tách cái tế bào gốc của thực vật, ông tách tế bào gốc của cây nhân sâm ra, và ông bắt đầu ông nuôi cấy những cái hầm như thế này, những cái bình như thế này. Đây là những cái bình nuôi cấy tế bào gốc của cây nhân sâm gần 50 năm, và sau đó ông bỏ vào những cái hầm như thế này nuôi cấy ra anh chị, những cái hầm nuôi cấy. Và một cái hầm này nè đó anh thầy chị, thấy những cái hầm như thế này không? Thì cái hầm này là một cái nồi áp suất, và nó tác động, nó có thể dùng, nó có thể biến đổi thành nhiều tác động của nắng gió lửa bão khí hậu môi trường, tác động nhân tạo tác động vào. Thì một ngày thì ông sẽ tạo ra bốn mùa xuân hạ thu đông vào cây, tác động vào cây cái tế bào gốc cây nhân sâm để nó sản sinh những cái hoạt chất tương đương những cái cây nhân sâm rừng hoang dã, được không ạ? Thì á, ông dùng đây và chỉ trong vòng 1 tháng rưỡi thôi ông sẽ tạo ra một bình này nó tương đương với 75.000 củ, 75.000 củ nhân sâm, hoạt chất củ nhân sâm. À, tức là anh chị một bình này, một bình như thế này chứa hoạt chất của 75.000 củ, gồm có RG3, RH2 và RG5 đó. Đây nó dựa trên có hoạt chất và người ta chiết xuất ra được. Thì bắt đầu là cái sản như các ginsenoxit này và những cái tế bào gốc này họ được đưa vào những cái dòng sản phẩm của mình dùng, được không ạ? Thì cái sản phẩm đầu tiên em muốn chia sẻ với anh chị đó là sản phẩm về tế bào gốc cô đặc, nhân sâm cô đặc, được không ạ? Thì cái hộp như thế này á, mình có sẵn khoảng 10 chai và mỗi chai khoảng 50 ml. Thì một chai 50 ml thì mình có chứa hoạt chất của khoảng là 15 củ sâm. À, tương đương với 15 củ sâm gần 50 năm, được không ạ? Một củ sâm gần là bao nhiêu anh chị? Là 30.000 đô. 15 củ là bao nhiêu ạ? 450.000 đô. 450.000 đô bỏ vào một chai nhỏ như thế này, được không ạ? Và một hộp mình có tới là 10 chai thì tương đương là 4 triệu, 4 triệu rưỡi đô la một hộp như thế này anh chị. 4 triệu rưỡi đô la một hộp như thế này. Nhưng mà thực tế thì nhờ công nghệ tế bào gốc nên là mình được sở hữu cái sản phẩm này với giá là bao nhiêu ạ? À? Với giá là khoảng là hơn khoảng 3 triệu 3 cho đến 4 triệu thôi, là một cái hộp như thế này rất là giá trị. Thì nó giúp cho những người mà bệnh nặng, hoặc là những người bị bệnh nặng, hoặc là ngất ngửu, hoặc là những người bệnh vẫn cần cải thiện nghiêm trọng, những người mà cần cải thiện nhanh, thì mình dùng cái sản phẩm này rất là hiệu quả và tác dụng rất là nhanh. Thậm chí là một số người đó, họ họ bệnh rất là kịch liệt và bên bệnh viện họ trả về rồi, và thậm chí người nhà đã kêu người tới gõ mõ tụng kinh rồi, nhưng mà dùng cái sản phẩm này khoảng 2 chai đến 3 chai rồi người nhà họ khỏe lại cực kỳ tuyệt vời luôn anh chị. Thì cái sản phẩm này và đặc biệt nó dành cho những người mà bị ung thư nặng hay là những người bệnh gì ung thư, mình dùng cái sản phẩm nhân sâm cô đặc này cực kỳ hiệu quả nha anh chị. Mình có thể dùng này như là một liều nạp, mình uống một hộp, sau đó mình dùng kèm theo những cái sản phẩm kế tiếp. Thì cái sản phẩm kế tiếp em muốn chia sẻ với anh chị đó là sản phẩm gì, táo, táo được mà. Đây là một cái sản phẩm hết sức là tuyệt vời, nó thay thế tất cả các loại rau. Một ngày mình uống một nắp thì tương đương như một ngày mình ăn nguyên gỗ rau.
mà không cần phải lặt hay rửa gì hết. Thì á, một hộp mình sẽ có 3 chai, 3 chai cơ mà. Một chai của mình nó sẽ có hoạt chất của tương đương với 30 củ sâm rừng 50 năm. Thì 30 củ sâm rừng 50 năm, một củ là 30.000 đô, 30 củ là bao nhiêu à? Là 900.000 đô. 900.000 đô vào một cái chai, mà giá của nó một chai như thế này tầm tầm hơn là 930.000 thôi, Việt Nam đồng thôi. Thì mình sở hữu hết một chai như thế này và một hộp như thế này nó tầm tầm khoảng 2 triệu 8 là mình có thể sở hữu một cái bộ sản phẩm cực kỳ tuyệt vời và mình dùng trong 1 tháng được mà. Thì cái tảo này nó có gì à, tảo này nó thứ nhất là nó có chứa bốn cái loại cái tảo tảo rất là tốt cho cơ thể, và tảo dưới đáy biển thì gọi là mệnh danh là rau dưới sạch dưới đáy biển. Thì á, thứ nhất là mình có loại tảo sắn spirulina, thì loại tảo này á nó là có chứa cái hàm lượng protein á, tốt nhất cơ thể, tốt nhất, và nó chứa hơn 15 loại axit amin, mà hơn hơn 15 loại axit amin mà cần thiết cho cơ thể. Mà anh chị biết trong cơ thể mình nó có 4 loại axit amin mà không mà cơ thể tế bào gan nó không thể nào mà nó tạo được, nó bắt 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 buộc phải từ gì, phải từ cái thức ăn mà ngũ cốc mình ăn mà. Thì cái tảo này nó có chứa đầy đủ hết tất cả các axit amin đúng không ạ, rất là tốt. Thì cái tảo này nó có chứa dầu axit alpha linoleic, nè, nó giúp thúc đẩy tổng hợp insulin trong cơ thể và ngăn ngừa bệnh tiểu đường và nhiễm độc khoang. Thì cái này, cái bệnh, cái tảo sắn này nè, nó giúp cho hỗ trợ bệnh tiểu đường cực kỳ tốt cho anh chị. À, nó giúp cho giảm đề kháng insulin của tế bào và gì phục hồi lại tế bào tuyến tụy tiết insulin nhiều hơn. À, thứ hai đó là tế bào tảo đỏ. Thì cái tảo đỏ này á, nó có dầu astaxanthin, nó khả năng chống oxy hóa, nó làm mạnh cái chức năng chống oxy hóa của nhân sâm, nó giúp cho chống oxy hóa cao hơn vitamin C gấp 6.000 lần và vitamin E gấp 1.000 lần. Anh chị có nghe tới những cái họ bác sĩ hay cho anh chị uống vitamin C, vitamin E đó anh chị. C thì người ta nói hay giúp ta tăng cường hệ miễn dịch, vitamin E giúp cho đẹp da, đẹp da được không? Thì á, cái này, cái tảo astaxanthin này nó gấp chống oxy hóa gấp hơn 1.000 lần vitamin E, cực kỳ tuyệt vời luôn. Nên một số anh chị dùng cái tảo này để đắp mặt thì mặt rất là tốt, mặt rất là đẹp, da 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 như em bé vậy anh chị. Thứ ba đó là tảo lục corona, đây là một loại tảo chứa tế bào T kích thích, thì nó giúp cho tế bào tuyến T, T tế bào T của tức là những cái tế bào miễn dịch của mình đó, nó được tăng cường, là giúp tăng cường cái hệ miễn dịch của mình, nó giúp cho kiềm hóa cái máu của mình, do mình ăn nhiều đạm động vật á, thì mình cơ thể mình nó máu mình nó sẽ hơi hơi toan, thì mình dùng dùng tảo này nó giúp kiềm hóa cái máu của mình lại. Và cái tảo nâu thì nó là rong biển anh chị, rong biển mà mình hay ăn uống hay là mình hay nó làm kim báp hay sushi á, thì cái rong biển này nó sẽ có chứa nhiều iốt. Thì anh chị nhớ nhớ iốt thì nó giúp cho phòng ngừa bệnh bú cổ, nên là nhưng mà những người nào bị cường giáp hay là bệnh gì basodo hay là những bệnh nào vậy bệnh tuyến giáp á, thì anh chị nhớ chú ý là hạn chế sử dụng cái sản phẩm tảo này anh chị, do nó có iốt anh chị, nên là anh chị chú ý chút xíu. À, rồi ngoài ra nó còn có những cái sản phẩm ví dụ như là muối tre, coenzyme Q10, nó giúp tăng cường chuyển hóa nè, tăng cường hệ miễn dịch, miễn dịch và làm chậm sự lão hóa này anh chị. Coenzyme Q10 nó có cái cỏ linh lăng anh chị, nó giúp cho loại bỏ axit uric, rất là tốt cho những người bệnh nhân bị gút anh chị, những người bệnh nhân bị gút, giảm lượng cholesterol của cơ thể nè, giảm lượng cholesterol, hay những người nào bị mỡ máu, những người nào bị gan nhiễm mỡ, mình dùng cái sản phẩm tảo này cũng rất là tốt được mà. Rồi sản phẩm thứ ba mà em sản phẩm thứ ba mà em chia sẻ đó là sản phẩm về về trái cây. Nước trái cây á, thì một hộp của mình nó có 3 chai, và một chai như thế này tương đương hoạt chất của 30 củ sâm. 30 củ sâm là 900.000 đô, với giá hơn một chai của mình giá hơn là 930.000 thôi. Thì nó chống oxy hóa hàng đầu, nó tổng hợp hơn 18 loại trái cây chống oxy hóa hàng đầu. Thì ở đây mình có trái acai đó anh chị. Acai người ta gọi là một cái sản phẩm của những cái bộ tộc ở rừng Amazon đó. Tất cả những cái chiến sĩ của cái bộ tộc Amazon đó, trước khi ra trận họ luôn luôn ăn cái trái acai này, nó giúp cho họ họ được sung mãn hơn, cơ thể mình được làm trẻ hóa hơn. Thì cái tổng hợp hơn 18 loại trái cây này nè, nó giúp cho cơ thể của mình chống oxy hóa rất là mạnh luôn. Nên những người nào mà có bệnh về tuổi già đó, những người nào bị đen sạm nám, hay là một số người thì họ uống cái sản phẩm này họ thấy là tóc mình được đen trở lại,
một số thôi nha, chứ không phải khẳng định là tất cả mọi người là uống vào đều đen tóc trở lại nha anh chị, nhưng mà nó giúp cho một số người có biểu hiện là đen tóc trở lại nhờ cái chức năng là chống oxy hóa rất là mạnh của nó, được mà, thì nó giúp cho chống oxy hóa nên là khử gốc tự do, nên là các gốc tự do này nó sẽ không còn trong cơ thể mình để mà tác động vào những cái ADN làm gây cho mình ung thư hay là những cái bệnh mà gọi là biến chứng của cái gốc oxy hóa này, chống oxy hóa này, được không? Rồi đây ở đây mình có cái hình này anh chị, gốc tự do được tạo thành là do gì? Căng thẳng, stress nè, sốc tâm lý nè, nóng giận nè, bia rượu nhiều nè, thuốc lá nè, lao động quá sức nè, nó sẽ tạo các gốc tự do. Thì cái gốc tự do này nó bắt đầu tác động lên da, phổi, tim, mắt, khớp, thận, mạch máu và tất cả những loại bệnh. Hầu như người ta nói là những bữa bệnh hầu như là do gốc oxy hóa nó chống các cái gốc tự do này ra, được không? Rồi đó là sản phẩm trái cây. Rồi sản phẩm kế tiếp, cái phần thứ tư em muốn chia sẻ đó là sản phẩm gì gọi là bí mật phụ nữ. Bí mật phụ nữ đây là thật sự anh chị, đây là một bài thuốc gọi là rất là tốt dành cho người phụ nữ này, trước đây thực sự là chỉ dành cho cung tần mỹ nữ thôi, vua và vợ vua họ dùng, không bao giờ người dân được dùng hết. Tại sao? Tại vì người dân thường họ chỉ dùng cái bài thuốc là cũng là bài thuốc này, nhưng mà nó chỉ là đãng xăm của mình. Ở đây là bài quân quân thần tá sứ của mình, đó là quân, đó là nhân sâm, và đây là một bài thuốc bổ khí huyết của người phụ nữ, giúp cho khí huyết của người phụ nữ được tốt hơn. Người nữ gì, người nữ sinh nè, hàng hàng tháng là bị hành kinh thì sẽ cần bổ huyết, đúng không? Thì cái việc mà giúp cho điều hòa kinh nguyệt nó liên quan tới khí, đúng không? Cái khí nó giúp cho điều hòa kinh nguyệt, thì cái bài thuốc này nó bổ khí và huyết, nó giúp cho người phụ nữ mình trẻ trung, đẹp đẽ hơn, trẻ hóa hơn, chậm bị lão hóa hơn, chậm quá trình gì, giảm cái triệu chứng của tiền mãn kinh, giúp cho bổ khí huyết, nên là giúp cho làm hồng được cái vị trí mà mình mong muốn, hầm hồng được chỗ ấy nè, làm cho một số người họ uống một hộp thì họ cảm thấy là cái vòng một của mình được căng tức hơn, tăng kích thước vòng một, tăng kích thước vòng một anh chị, nên là rất là tốt luôn. Đây là một cái sản phẩm, và thực sự đây là một cái sản phẩm mà em nói thẳng với anh chị là hiện tại công ty đang bị cháy hàng, cháy hàng luôn anh chị. Ở đây mình có Đỗ Trọng lên anh chị, Đỗ Trọng lên là những người nào mà nữ mới lớn tuổi hay bị gì đau lưng mỏi gối anh chị, mình có Đỗ Trọng mình hỗ trợ cho những người bệnh nhân bị đau lưng mỏi gối. Cái sản phẩm kế tiếp mà em muốn chia sẻ đó là sản phẩm cà phê. Cái sản phẩm cà phê này á, thì một cái gói cà phê nhỏ này của mình thôi nè, cái một cái gói cà phê nhỏ của mình thôi, nhưng mà hoạt chất của bao nhiêu nó là tương đương với nửa củ sâm rừng, nửa củ sâm rừng 50 năm là tương đương với 15.000 đô. 15.000 đô mình có tiền để xài không? Không, thì làm sao có tiền để uống cà phê này, được mà. Nhưng mà nhờ công nghệ nhân sâm tơ gốc mà mình được sở hữu cái một cái gói cà phê mà tương đương với hoạt chất của nửa củ nhân sâm, mà với giá chỉ có khoảng là hơn 14.000 đồng, khoảng là 14.000 đồng thôi, khoảng 14.000 đồng là mình sở hữu được một cái gói cà phê cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ thơm ngon, và nó là cà phê hảo hạng của cà phê Arabica, cái vị nó rất thơm, rất là gọi là giúp cho thỏa thỏa mọi mong ước của những người mà sành cà phê, đúng không? Cái cà phê Arabica này rất là thơm. Thì á, ngoài ra trong cái cà phê của mình nó có nhân sâm tới nửa củ nhân sâm tới một gốc, có cây cọ lùng, có đông trùng hạ thảo, thì ba cái sản phẩm này nó giúp cho sinh lý nam rất là tốt, tăng cường sinh lý nam rất tốt, nên là một số người anh nam anh nam uống khoảng một hộp, mỗi sáng uống một ly cà phê như thế này thôi, tối về nhà lại sung sức với vợ, cải thiện được vấn đề về rối loạn cương, liệt dương hay xuất tinh sớm của mình ha. Hoặc là thậm chí là những người lớn lớn nam lớn lớn tuổi hay bị gì, hay tiền liệt tuyến to, gây ra vấn đề gì tiểu đêm, những người bị tiểu đêm hay bị tiểu đêm á, dùng cái sản phẩm của cà phê của mình nó cải thiện cái vấn đề tiểu đêm của mình rất là tốt luôn anh chị. Thì cái đông trùng hạ thảo này nè, nó giúp cho tăng cường hệ miễn dịch, nên là những người uống cà phê này nè thì sự gì anh chị thấy là họ rất là ít ít bị bệnh. Nó có nhân sâm và đông trùng hạ thảo giúp tăng cường hệ miễn dịch, nên là những người uống cà phê này hàng ngày ít bị bệnh lắm, rất là tốt sức khỏe. Đây là sản phẩm cà phê. Mà các anh chị thấy là mình một mỗi ngày mỗi sáng mình thay vì mình uống một ly cà phê bên ngoài hết 15 20 ngàn, thì mình sẵn sàng mình có một cái gói cà phê khoảng 14 ngàn mình pha để mình uống mà tốt cho sức khỏe của mình, không à, cực kỳ tuyệt vời luôn. Rồi đó là sản phẩm cà phê. Rồi cái sản phẩm đây là tổng kết đây, cái sản phẩm đây là cái sản phẩm nhân sâm nước trái cây mà bên Malai ha. Rồi cái tinh hoa tế bào stem cell đây,
đây là một cái sản phẩm mỹ phẩm của mới ra mắt của tập đoàn, thì nó giúp cho cái những cái nếp nhăn trên mặt của mình á thoa lên á, nó được căng da mặt. Những người bị bọng mắt anh chị, những người có bị cái bọng mắt ngay mắt á, thoa vào giảm sẹp bọng bọng mắt cực kỳ tuyệt vời luôn. Những cái nếp nhăn, những cái nếp bị chân chim á, mình thoa vào nó cải thiện rất là rõ rệt. À, và đặc biệt những cái nó có nhân sâm, tế bào gốc, nó giúp chống oxy hóa rất là mạnh, nên là những người bị nám, thì bôi vào thì cải thiện cái vết nám của mình rất là tốt luôn. Đây là nó làm trẻ hóa khuôn mặt mình anh chị. Thì một lát em sẽ cho anh chị xem về những cái hình ảnh mà có của cái mỹ phẩm, dòng mỹ phẩm này, hoặc anh chị có thể liên hệ với những người chia sẻ cho mình á cái Zoom này để mà lấy những cái hình ảnh về cái của cái da stem cell này anh chị. Anh chị có dịp anh chị có thể thoa cái sản phẩm này, bảo đảm luôn anh chị thoa thoa mà tác dụng ngay luôn anh chị. Thoa xong là đi ra ngoài đi yến tiệc hay đi tiệc á, người ta sẽ nói anh chị trẻ quá vậy, được không? Đó là cái em chia sẻ hết những cái dòng sản phẩm của bên mình. Thì đó là mình chia sẻ tổng tổng kết lại chút xíu, đó là sản phẩm của mình có một cái nét đặc trưng, đó là cái USB gọi là cái lợi thế cạnh tranh của sản phẩm của SynCentury, đó là gì ạ? Đó là nhân sâm tế bào gốc, được không ạ? Nhân sâm thì nó trong đông y thì nó giúp cho tăng đại bộ nguyên khí, chính vì đại bộ nguyên khí nên là mới là cải tử hồi sinh và dương niên ích thọ, được không ạ? Rồi cái về tây y thì nhân sâm có công dụng gì ạ? Thứ nhất là tăng cường hệ miễn dịch, thứ hai là chống oxy hóa, chống lão hóa. Nhờ cái hai chức năng này mà nói gì, nó giúp hỗ trợ phòng ngừa hoặc điều trị về ung thư. Thứ ba là giúp cho để hỗ trợ phòng ngừa hoặc điều trị về các bệnh về gan, và cuối cùng là hỗ trợ phòng ngừa hoặc điều trị về về S là bệnh suy giảm hệ miễn dịch mà phải. Đó là năm chức năng của tây y đã được tổ chức USPTO.gov công nhận. Rồi các dòng sản phẩm của mình thì có khoảng là 6 dòng sản phẩm chính. Thứ nhất là trái cây, thứ hai là cà phê, thứ ba là bí mật phụ nữ, thứ tư là tảo, được không ạ? Thứ năm là nhân sâm cô đặc, và cái thứ sáu đó là dòng mỹ phẩm nhân sâm. À, vào đây. Ê, một chai mình có hai loại chai, một chai 50 ml với một chai 100 ml nha anh chị. Đó là mình tổng kết về về các dòng sản phẩm của SynCentury. Rồi thì bây giờ mình sẽ nói về vấn đề chuyên sâu về các bệnh tiểu đường, đúng không? Thì như cái Zoom mà tuần trước á, thì anh chị đề nghị đó là mình sẽ nói về bệnh bệnh gút. Nhưng mà bệnh gút thì thường là em thấy là ít người bị hơn, ít người bị, nó là một bệnh tự miễn và cũng ít người bị, nên là cái việc mà mình đưa cái bệnh tiểu đường nó lên trước thì nó hợp lý hơn, nó giúp cho anh chị có thể hiểu hơn về bệnh tiểu đường, hiểu hơn về tại sao nó có bệnh tiểu đường, đúng không ạ? Thì đây bệnh tiểu đường đây anh chị thấy bệnh tiểu đường không? Thì bệnh tiểu đường nó có hai loại tiểu đường. Bệnh tiểu đường anh chị hay nghe qua bệnh hay gọi là bệnh đái tháo đường anh chị. Người ta hay nói là mình đi tiểu ra thì nó có kiến bu, do có đường trong trong nước tiểu của mình, đúng không? Thì đái tháo đường. Và về chẩn đoán và chẩn đoán á, thì anh chị khi những người mà bệnh đái tiểu đường á, nên đến bệnh viện gần nhất để mình được xét nghiệm đường huyết và test ít nhất là 2 lần, cách nhau ít nhất là 3 đến 3 ngày để mà mình test, mình chẩn đoán chính xác là mình có bệnh tiểu đường hay không. Thì á, sau khi mình xác định được mình bệnh tiểu đường á, thì mình phải hiểu cái cơ chế của bệnh tiểu đường nó như thế nào và tại sao nó có bệnh tiểu đường, được không ạ? Như thế này em sẽ chia sẻ như thế này. Có phải là hàng ngày mình ăn uống vào thức ăn ngũ cốc, mình ăn uống vào đường nó vào thì nó vào ruột, đúng không ạ? Vào ruột và được gì, được hấp thu qua niêm mạc, đúng không ạ? Nó được được vào máu, vào máu, và bắt đầu là đưa những cái đường của mình vào những cái tế bào, bắt đầu vào máu thì nó đưa nhờ tim bóp đi toàn cơ thể đưa đường tới nuôi những cái tế bào của cơ thể mình, những cái tế bào thận, gan, tim, não, tất cả mọi thứ đều cần gluco để tạo năng lượng cho tế bào nó hoạt động. Thì cái gluco này nè, thì á nó đưa vào đây. Thì á, em các anh chị để ý á, đường á, đặc biệt là đường muốn từ máu vào trong tế bào
thì nó phải qua 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 nó có một phải có một cái men sinh học, nó có một cái gọi là một cái cầu nối. Cái cầu nối đó là cái gọi là insulin anh chị. Insulin đó anh chị, những người bệnh nhân tiểu đường thì anh chị hãy nghe đến cái insulin đúng không ạ? Thì insulin nó là một có hoạt chất, là một cái nội tiết tố, là một cái men nó giúp cho đưa đường từ cho từ máu vào trong tế bào, anh chị hiểu không? Tức là muốn từ máu vào trong tế bào bắt buộc phải thông qua một cái men sinh học, đó là insulin, được không? Nó là nội tiết tố của insulin do tế bào tuyến tụy tiết cái insulin này. À thì á, nó có hai cái loại tiếp, có hai cái tiếp đái tháo đường. Tiếp đái tháo đường tiếp 1 á là do gì? Là do cơ thể mình á, nó nhận gì, nó thấy rằng là cái tế bào tuyến tụy nó là một tế bào lạ, nó là một cái một vật thể lạ, và cơ thể hệ miễn dịch của mình nó tự động nó đánh vào tuyến tụy luôn, nó đánh vào tuyến tụy, nó tiêu hủy tuyến tụy, nó ăn tuyến tụy, thì dẫn đến là cái tuyến tụy này nó không được tồn tại, hoặc là nó yếu, hoặc là nó không có đủ chất sức để mà nó sản sinh cái insulin. Thì cái đái tháo đường tiếp 1 là do gì? Do cơ thể, cái bệnh tự miễn, tức là bệnh này do di truyền, do gen, do cái đột biến trong cơ thể mình đó, là cái hệ miễn dịch của mình nó nhận nhận diện cái tế bào tuyến tụy hay là một tế bào lạ, nó là nhận diện một tế bào lạ nên là nó ăn, nó tiêu hủy tuyến tụy đó, dẫn đến tuyến tụy nó không thể nào tiết insulin, nó không tồn tại, làm sao nó tiết insulin được, thì dẫn tới là cái đường nó trong máu nó không vào được tế bào, đường trong máu không được vào vào được tế bào, thì nó đến đâu à? Bắt đầu nó trong máu nó nhiều quá, cái nồng độ đường nhiều quá thì bắt đầu nó đến thận. Nó đến thận thì gì, thì cái màng lọc cầu thận á, nó giữ lại đường, nhưng mà nó giữ đến một mức nào thôi, nó giữ mức nào thôi, nhưng mà nó quá nhiều đường trong máu đi thì nó dẫn tới là nó không thể nào nó lọc hết được, và nó đưa vào thận nước tiểu luôn. Thận nó lọc lọc không được cái đủ sức lọc hết cái đường trong máu, thì nó dẫn tới nó đưa vào nước tiểu. Thì anh chị thấy là bệnh tiểu ra là có vị ngọt, kiến nó bu, đúng không? Thì đái tháo đường tiếp 1 là do bệnh tự miễn, do cái gen di truyền, thường là mắc từ bệnh từ nhỏ, nên anh chị những người nào mà tuổi 16, 18, 20 mà bị bệnh tiểu đường á, anh chị thường anh chị sẽ hình dung là những người này bị đái tháo đường tiếp 1, và bản chất của họ bắt buộc là phải tiêm insulin nhân tạo anh chị, tức là tiêm thuốc á, tiêm insulin hàng ngày, là họ phải gì, họ phải lấy một cái ống insulin, họ trước khi sau khi ăn là họ tích chích insulin vô đùi hoặc là trong cái mô mỡ ngay bụng của mình á, họ bắt buộc phải họ phải tiêm insulin, tại vì bản thân tuyến tụy nó không có khả năng tiết insulin, nên cả những người bệnh đái tháo đường tiếp 1 á là bắt buộc phải tiêm insulin, được không ạ? Vậy thì đó là đái tháo đường tiếp 1. Thì đái tháo đường tiếp 2 là như thế nào? Đái tháo đường tiếp 2 á là như thế nào? Tức là tuyến tụy nó vẫn bình thường, nhưng mà cái tế bào của mình á nó trơ với việc nhận diện insulin để đưa đường vào trong tế bào. Anh chị hiểu không ạ? Tức là cái giống như anh chị hiểu là giống như là mình hút thuốc lá đó anh chị. Hút thuốc lá thời gian đầu mình hút chỉ cần khoảng một ngày một điếu. Bắt đầu là một điếu nó không áp phê, bắt đầu lên đấy hai điếu. Hai điếu mới đủ đô với mình, bắt đầu lên đấy nửa gói, một gói, có người thậm chí là một số người hút lá họ phải uống một ngày, họ hút một ngày hai gói họ mới chịu nổi, tức là cái cơ thể của họ họ bị trơ, tế bào nó bị trơ với việc insulin, nó trơ với insulin, ta gọi là cái cơ chế là đề kháng insulin đó anh chị, đề kháng insulin tức là nó không nhận diện được insulin, nên là bình thường lúc đầu á, muốn đưa một tế bào đường, mới đưa một cái đơn vị đường vào trong tế bào nó cần một insulin, nhưng bây giờ nó phải cần đến hai insulin, phải cần hai insulin mới đưa được một một đường vào trong tế bào, dần dần bắt đầu là phải đưa đến ba insulin mới được đưa được một tế bào đường, một cái đơn vị đường vào trong tế bào, anh chị hiểu không ạ? Tức là thời gian đầu tế bào nó bắt đầu là tế bào nó bị trơ với insulin, nó trơ với insulin lâu ngày bắt đầu, đặc biệt là những người anh chị thấy là những người bị gì, bị béo phì hay những người mà ăn ngọt nhiều á thì cái gì thì dễ dễ bị đái tháo đường, do cái đường trong máu mình cứ nhiều liên tục nên là tế bào nó cứ tiếp thu đường liên tục, nó dẫn tới bắt đầu nó dần dần nó trơ nên là bắt đầu là nó trơ thì đường trong máu nhiều thì bắt buộc gì, tế bào tuyến tụy nó sẽ
có một cơ chế gọi là nó sẽ được nhận biết à, đường cho máu nhiều á, ở giờ tao tao sẽ tiết ra nhiều insulin hơn để đáp ứng vấn đề đó, nó tiết nhiều insulin hơn để được đưa được đường vào trong tế bào, được mà. Thì cái tuyến tụy này thời gian đầu anh chị, những cái người mà bệnh tiểu đường tiếp 1, tiếp 2 anh chị sẽ thấy thời gian đầu thì đường trong máu cao, nhưng mà trong cũng có không hẳn là nó họ họ sẽ xét nghiệm ra thấy là cái nồng độ mà insulin trong cơ thể của mình nó sẽ tăng cao. À, bình thường cái tầm khoảng 2, 1, 2 chứ, ví dụ như bình thường cái nồng độ insulin trong cơ thể tầm khoảng 1, 2 đi. Nhưng mà những người đó đường tiếp 2 cái thời gian đầu cái nồng độ insulin cũng có thể lên tới 3, 4 hoặc là 5, 6, đúng không? Nó tăng tiết insulin. Không biết anh chị nào đang vẽ nhỉ? Rồi. Thì á. Đó, thì cái tế bào của mình á, nó tăng, nó đưa rồi thì bắt đầu cái thời gian đầu của tế bào đường tiếp 2 á, là cái lượng insulin trong cơ thể nó mình sẽ tăng cao. Nhưng mà anh chị nghĩ ha, một cái tuyến tụy mà nó tiết insulin nhiều, nó liên tục trong nhiều năm, 1 năm 2 năm, 1 tháng 2 tháng thì không sao, nhưng mà 1 năm 2 năm thì bắt đầu nó gì, nó yếu, nó không sản xuất nổi nữa, nó bị đờ, hoặc là nó bị yếu, nó mất khả năng sản xuất đi, được mà. Thì bắt đầu là nó suy kiệt dần, suy kiệt dần. Thì những người đái tháo đường tiếp 2 mà giai đoạn cuối á, người ta nói đái tháo đường tiếp 2 giai đoạn cuối á, thì họ gì, họ bắt buộc phải tiêm insulin, phải tiêm insulin, tức là tuyến tụy nó không sản xuất được insulin nữa, thế nên là họ phải đem tiêm insulin nhân tạo vào, nhân tạo vào để mà đưa đường từ trong máu nó vào trong tế bào, được không à? Đó là gọi là đái tháo đường tiếp 2, được không à? Thì cái nguyên nhân gốc rễ của đái tháo đường tiếp 2 đó là gì? Do cái sự đề kháng insulin của tế bào, đề kháng insulin của tế bào, nên là nó dẫn tới đái tháo đường tiếp 2. Còn cái nguyên nhân gốc rễ của tế đường tiếp 1 là do gì? Do di truyền, cái gen di truyền, do cái bệnh tự miễn, cơ thể mình nó tự nhận diện tế bào tuyến tụy nó là một cái tế bào lạ, nên là nó giết tế bào tuyến tụy, nó giết tế bào tuyến tụy, nên là tế bào tuyến tụy nó mất khả năng gì, sản sinh insulin, được mà. Rồi, đó là cơ chế của tiểu đường. Đây, bệnh sinh, mang gan đái đường tiếp 1 nè, nè yếu tố khởi phát nè, phá hủy tế bào B của tự tự miễn nè, nó giảm giảm nồng độ, nó giết tế bào tuyến tụy, nó dẫn tới nồng độ insulin nó giảm dần theo thời gian. Mang gen nguy cơ đái tháo đường tiếp 1 đây, thường là do bố mẹ di truyền để lại. Rồi, rồi cái cơ chế những người bệnh tiểu đường á, nó sẽ có những cái biến chứng, ví dụ như nó biến chứng là bệnh thần kinh, máu máu nó làm cho trơ trơ cái tế bào mạch máu, cái bào thần kinh của mình. Những người tiểu đường anh chị sẽ nghe đến những cái biến chứng, ví dụ như là tê bàn chân, tê ở những cái vùng vùng ngón xa, tê ở ngón chân, bàn chân, gọi là tê buốt hay cảm giác kiến bò, là bệnh gì, thần kinh, anh chị nhớ mà. À, bệnh thận tức là gì, cái tế bào thận á, nó phải lọc 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 một cái lượng đường trong thận nhiều quá, nó lọc đến một lúc nào nó bị suy, rồi nó gây đến bệnh suy thận mạn. Những người bệnh suy thận mạn thì đái tháo đường nó dẫn tới biến chứng là bệnh suy thận mạn. Thứ ba là nó gì, nó làm trơ cái tế bào thần kinh thị lực, nên là những người mà bệnh tiểu đường hay bị gì, hay bị đục đục thủy tinh thể, hay là mờ mắt, là bệnh đục thủy tinh thể, đó là do bệnh tiểu đường. Tổn thương mạch máu thì những người nào đường nó bị trong máu lâu ngày thì nó sẽ ứ động, nó làm cho mạch máu mình nó bị cứng, nó bị xơ vữa, nó dẫn đến xơ vữa mạch máu, hơn là làm cho tăng huyết áp. Thứ hai là dễ bị gì? Đột quỵ, đúng không? Tổn thương mạch máu, tổn thương bàn chân nè anh chị, bệnh thần kinh nè, rồi bệnh tim mạch. Tổn thương mạch máu thì nó như máu tới nuôi những cái vùng xa của cơ thể nó không được, cái dòng mạch nó hẹp, nó đưa máu tới nuôi không được, nên là một số người á, họ sẽ bị hoại tử cái chân, hoại tử hoặc nghĩa là họ bị tổn thương cái chân và khó lành. Anh chị sẽ thấy những người tiểu đường mà bệnh nặng á, thường gì, họ bị một vết thương ở bàn chân là rất là khó lành, do máu tới nuôi nó rất là ít, nó không khả năng lành rất là thấp. Để bệnh tim mạch do bị đột quỵ, bệnh gì, bệnh mạch vành, được mà. Rồi. Vậy thì đó là mình hiểu qua cái cơ chế của bệnh tiểu đường rồi đó. Thì bây giờ anh chị, cái sản phẩm của mình nó giải quyết được vấn đề gì? Thứ nhất, cái sản phẩm của mình á, gì đồng ý á,
về về Tây Y á, thì thứ nhất cái thằng mầm tảo của mình, anh chị thấy không ạ? Mình có cái tảo sẵn là spirulina nè, dầu axit alpha linoleic và kẽm nè, có thể thúc đẩy tổng hợp insulin của cơ thể và ngăn ngừa bệnh tiểu đường và nhiễm độc gan. Thì cái chính như cái tảo này nè, trong cái những người bệnh tiểu đường á, anh chị thấy mình dùng, nếu mà những một số người tiểu đường á, họ dùng cái sản phẩm tảo này á, đơn giản anh chị có thể như như là một người bị tiểu đường, họ cho họ test đường huyết, test cái lượng đường trong máu, sau đó là uống tảo khoảng 20 phút sau, test lại đường huyết, thấy cái lượng đường huyết của mình nó giảm. Thứ nhất, lý do tại sao? Thứ nhất, cái tảo này nè, thấy tảo này á, nó làm giảm cái gì? Giảm gì vậy? Nó làm giảm cái sự đề kháng insulin của tế bào. Nó giảm sự đề kháng của insulin của tế bào. Cái tảo này nè, thì hồi nãy em mới nói với anh chị, em có nói với anh chị, cái đó đường tiếp 3 là do gì? Tế bào nó đề kháng như insulin, tức là nó cần một cái nồng độ insulin cao hơn, nó mới nhận diện được, nó mới đưa đường vào tế bào. Thì á, cái này á, cái sản phẩm tảo của mình nó giúp cho giảm đề kháng insulin, giảm đề kháng insulin, nên là đường nó đưa vào máu dễ hơn. Cơ mà thứ nhất là cơ chế như thế, thứ hai á, là nhờ cái nhân sâm tế bào gốc của mình á, cái nhân sâm tế bào gốc của mình nó có khả năng phục hồi lại tế bào gan và tế bào tuyến tụy rất là tốt. Nó phục hồi lại tế bào tuyến tụy. Thì những người mà bị đái tháo đường tiếp 2 á, do cái tuyến tụy này nó bị làm việc nặng lâu ngày, nó bị suy, nó yếu, thì dùng cái nhân sâm này nó bồi bổ lại cái nguyên khí, nó bồi bổ lại cái tế bào, giúp cho tế bào tuyến tụy được phục hồi, nên là giúp cho tế bào tuyến tụy này tiết trở lại insulin, nên là hỗ trợ rất tốt cho những bệnh nhân tiểu đường nhờ cái sản phẩm tảo của mình kết hợp cả hai, được không ạ? Nên là những người là tiểu đường, anh chị có thể sử dụng cái sản phẩm là tảo tảo nhân sâm tế bào gốc, được không? Hoặc là nước trái cây cũng được anh chị. Nước trái cây thì nó lại giúp cho giảm chống oxy hóa, chống cái nó làm mạnh cái chức năng là gì ạ? Nó làm mạnh cái chức năng giảm cái đề kháng insulin, giảm đề kháng insulin của tế bào, chống gốc tự do, giảm đề kháng insulin của tế bào, nên là cái sản phẩm mà trái cây này của mình nó cũng hỗ trợ cho những bệnh nhân tiểu đường rất là tốt, được không ạ? Rồi. Đó là bệnh gì? Bệnh về Tây y, cái cơ chế Tây y như thế. Còn về Đông y á, anh chị, Đông y á thì á, nó như thế này. Em cho anh chị xem một cái trang web đi. Ở đây mình Đông y mình sẽ có một cái trang web như thế này, anh chị thấy không ạ? Anh chị có thể lên đây xem những cái triệu chứng bệnh hoặc những cái bệnh ha, đông y dân phương.com.vn, là một cái trang cũng khá là hay, nhiều bài báo hay. Thì á, trong đông y á, thì cái bệnh tiểu đường của mình á, nó được xếp vào cái chứng gọi là chứng tiêu khát. Chứng tiêu khát là gì? Nó sẽ có tiêu khát, tức là nó sẽ có biểu hiện bốn triệu chứng, biểu hiện triệu chứng bốn bốn cái triệu chứng gọi là bốn triệu chứng bốn nhiều, anh chị nhớ không? Bốn nhiều. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là khát nhiều, đói nhiều, tiểu nhiều và sụt cân nhiều. À, đặc biệt những người tiểu đường thường thường gì, rất là mau đói. Thứ hai là gì? Có một số người thì họ rất là mau khát, dễ mau khát nước, cảm giác là khát khô cổ họng. Hoặc là một số người thì họ cảm giác là mình đi tiểu nhiều, tiểu đêm nhiều, hoặc là cứ tiểu nhiều, nhiều lần hơn trong ngày, chiều nhiều hơn bình thường. Hoặc là một số người họ cảm thấy là họ bị sụt cân nhiều hơn, họ bị sụt cân nhiều hơn, gọi là chứng tiêu khát, được không? Rồi cái nguyên nhân của chứng tiêu khát này nó do gì? Do liên quan tới phế tỳ thận. Phế tỳ thận có bốn tạng, người ta nói là ngũ tạng á, tâm can tỳ phế thận, đúng không? Thì nó liên quan tới ba cái tạng, đó là phế tỳ và thận. Cơ chế như sau. Phế thì chủ khí thông điều hữu đạo, trường hợp phế âm không đủ, phế cơ mất chức năng thăng giáng, thủy dịch trong cơ thể không được phân bổ đều khắp cơ thể, mà xuống trực tiếp vào bàng quang, dẫn đến tiểu nhiều lần và lượng nhiều. Tỳ thì chủ vận hóa, tỳ khí kim chức năng vận hóa thủy dịch, nếu chức năng này suy giảm, nước không giữ được trong cơ thể mà thoát xuống bàng quang ra ngoài, nên dẫn đến tiểu nhiều và cảm giác là người khát, được không? Mặt khác, tỳ khí kém cũng dẫn đến phế khí suy mà không thông đều được thủy đạo. Tại vì anh chị biết không, tỳ gì? Tỳ là thuộc gì? Thuộc hành hành thổ. Tỳ là thuộc hành thổ. Thổ thì sinh sinh gì ạ? Sinh kim. Phế là thuộc hành kim.
nên là tỳ sinh phế, nên là khi mà tỳ khí kém thì dẫn tới phế khí nó cũng suy, nên là dẫn tới cái chức năng thông điều thủy đạo của phế nó không được tốt. À, thận thì nó chủ thủy, thận khí suy thì chức năng khí hóa rối loạn, bàng quang không chế ứ được nước tiểu nên tiểu nhiều. À, thì nó có nhiều cái chiều triệu chứng khác nhau, thì người ta chia nó làm thường anh ta chia làm gì, thể có bốn thể, có ba thể trong cái chứng tiêu khác nữa, có ba thể anh chị. Thứ nhất là thể thượng tiêu, thể trung tiêu và thể hạ tiêu. Thể thượng tiêu tức là nó liên quan tới tạng phế, nên làm thường là bệnh nhân có cảm giác là khát nhiều. À, thượng tiêu ở trên từ cơ hoành trở lên, từ cơ hoành trở lên thì cảm giác là liên quan tới tạng phế và nó khát nhiều, được không ạ? Thì cái thể trung tiêu á, những người là tiểu đường mà thể trung tiêu á, thường thường thì gì, trung tiêu là từ gì, từ cơ hoành nó xuống tới bụng, xuống xuống tới bụng. À, thì họ cảm giác là phần đói nhiều, đói nhiều, được không ạ? Thể hạ tiêu thì nó liên quan từ từ bụng cho xuống, xuống bàng quang, xuống chân thì thứ gì, tiểu nhiều. À, đây là tiểu nhiều liên quan tới hạ tiêu, liên quan tới tạng thận, anh chị nhớ không? Dễ phân biệt không ạ? À, những người tiểu đường nào mà có cảm giác là cảm giác mình hay bị khát nhiều á thì nó liên quan tới tạng phế. Những người nào bị tiểu đường mà liên quan tới mà cảm thấy là mình không có khát nhiều nhưng mà mình hay bị đói, mình ăn nhiều mà mình vẫn hay bị đói thì nó liên quan tới đói nhiều, thì liên quan tới tạng tỳ, thể trung tiêu. Và một cái thể hạ tiêu đó là họ họ thường là tiểu nhiều, liên quan tới tạng tạng gì ạ? Tạng thận, đúng không? Rồi, đơn giản như thế. Thì á, cái nguyên nhân đó là do gì? Đây anh chị thấy điều trị nè, nguyên nhân đó là cái này là nguyên triệu chứng điều trị. Đây, điều trị thì nó có dạng, nó có nhiều thể điều trị, thì nó có nguyên nhân có thể do âm hư dương kháng, hoặc là tỳ âm bất túc. Tỳ âm tức là cái tỳ của mình nó bị bất túc tức là không được đầy đủ, có chức năng nó bị yếu, hoặc là âm hư, do thận âm hư. Thì những cái chức năng mà âm hư dương kháng và tỳ âm bất túc này á, thì cái sản phẩm nhân sâm của mình á, lại được cải thiện rất là tốt, được không ạ? À, mình dùng gì, mình dùng nhân sâm thì mình bồi bổ lại cái nguyên khí của mình, cái nguyên khí của mình nó được nâng, nó được tràn trề hơn, nó được tốt hơn, thì nó lại bồi bổ, nó phục hồi lại cái tế bào tuyến tụy của mình rất là tốt. Những cái tế bào gì, tế bào thận, phế và tỳ của mình rất là tốt. À, của mình nó là bổ về nhân sâm, là bổ về chân khí. Chân khí, khí là gì? Khí là một cái chức năng của tất cả ngũ tạng trong cơ thể mình, tất cả ngũ tạng lục phủ ngũ tạng của mình đó, nó được vận hành, nó được hoạt động là nhờ khí. Còn huyết, huyết là nuôi dưỡng các ngũ tạng, khí là vận hành các ngũ tạng, giúp cho các ngũ tạng của mình nó được vận hành, nó được điều khiển tốt hơn. Thì cái lớn lớn tuổi mình hay bị gì, hay bị tiểu đường là do gì, do cái ngũ tạng, hai cái tạng, ba cái tạng là phế, tỳ và thận của mình nó bị suy tổn, bị yếu, nên là mình cần gì, mình cần cái nguyên khí mình tác động vào bồi bổ lại cơ thể, bồi bổ lại cái chân khí, bồi bổ lại cái khí của các tạng, ba tạng này rất là tốt luôn. Thì cái sản phẩm nhân sâm của mình hỗ trợ cho bệnh tiểu đường rất là tốt, được không ạ? Rồi, nhưng mà đó là nói về đông y thôi nha anh chị. Rồi, mình quay lại. Rồi, thì bài chia sẻ của em tới đây là hết. Thì mọi người có thắc mắc nào về vấn đề nào, hoặc là bệnh, vấn đề về bệnh lý, hay là những cái bệnh mà mình đang sử dụng, những cái điều mình đang sử dụng, hoặc là những cái bệnh lý mình đang có, thì anh chị có thể chia sẻ, hoặc là anh chị lên phát biểu để bật cái loa mic của mình lên để mình phát biểu, mình có thể trao đổi cùng nhau, và em có thể tư vấn cho anh chị. Cái nào mình cải thiện được thì mình cải thiện, còn cái nào mình không cải thiện được thì em sẽ nói không cải thiện được, được không ạ? Thì ở đây em đã trình bày xong về cái sản phẩm Mersin Century cũng như là bệnh tiểu đường để anh chị hiểu hơn về bệnh tiểu đường. Thì bài của mình đến đây là kết thúc rồi. Thì mọi người ở đây có khoảng 24 người, 24 anh chị. Thì những anh chị nào có thắc mắc hay là có mong muốn chị được chia sẻ thì có thể phát biểu ạ. Mình có khoảng 10 phút để mình có thể trao đổi với nhau. Yeah, Alo. Cảm ơn em Khánh rất là nhiều. Alo. Thank Alo. Chào chị Bảo Liên. Chào chị Thúy. Rồi.
Được rồi, chị bảo Liên hỏi, chị hỏi Liên để em hỏi. Sao ạ? Chị bây giờ chị xuống khi muốn hỏi một chút là bệnh nhân thì khá nhiều và họ Bệnh nhân cứ sao ạ? lũ ở alo Bệnh nhân sao ạ? chị nói không nghe hả? Dạ Hôm hơi nay hơi chị khó mệt nghe, hơi hơi hơn. nó hơi ồn á chị. Chị hôm nay mệt hơn nên nói không nghe hơn. Mấy máy của chị cũng kém nữa. À, không phải tại Bây giờ mình là bị chị hơi ồn. muốn hỏi như vậy. Bây giờ là nhiều bệnh nhân muốn mua sản phẩm của mình, Dạ. nhưng mà khi mà mình giải thích về cái vấn đề là một cái lọ ấy có 30 chủng nhân sâm ấy, Dạ. thì họ lại cho là mình nói dối. À. Hôm nay đây là ý kiến chung mà chị nói, chắc chắn là người khác cũng sẽ vấp phải, cho À. nên chị mới mạnh dạn chị nói ra thôi Thế nhá. này. Dạ. Nghe Cái nghe bộ chị sản nói phẩm luôn. mình 30 củ nhân sâm á, theo em chia sẻ này thì á bình thường á chị có thể đặt câu hỏi lại, đó là bình thường chị muốn biết được thật sự nó có bao nhiêu thành thành phần và có bao nhiêu hàm lượng như thế nào, thì chị sẽ làm gì để mà biết. Còn thì bình thường á thì chỉ đơn giản là đem ra viện Pasteur hoặc là một cái viện kiểm nghiệm nào đó họ test, thì đó, bây giờ chị không tin thì chị cứ đem ra ngoài chị test, đơn giản vậy thôi. Mà mình nói vậy đó, Đấy họ không tin thì thôi chứ bây giờ sao giờ. Bây giờ thì đấy thì chị mới nói là bây giờ như chị nói như thế rồi, nhiều người cũng thế, ngay như số người mua sản phẩm dùng rồi họ vẫn bảo là bây giờ là chị em mình nói với nhau như vậy thôi đấy, chứ là hoặc là nơi sản xuất họ nói như thế mình nghe như vậy thôi. Chứ là nếu 30 chủng nhân sâm mà uống vào, ví dụ như trong cái loại sinh phút đấy, sinh chất đấy đấy, mà một ngày bệnh nhân lại uống ba lọ đấy thì là tương đương với 90 củ nhân sâm một ngày. Thế họ mới hỏi là nếu như mà uống 90 củ nhân sâm một ngày thì con người nó sẽ lại là nó có sự thay đổi rất là nhiều ấy. Đúng rồi chị. Thế này Đấy, cho nên lại là nhiều câu hỏi mà họ thắc mắc mà mình cũng khó giải thích. một ngày á chị nghĩ là một ngày một một chai của mình 30 củ, một ngày mình uống 10 nắp thì mình tương đương á, một ngày mình uống một nắp thì Đâu cũng em, trong cái lên kia nói là một ngày bệnh nhân nặng uống ba chai đấy chứ, à, đúng rồi, ba chai trong vòng một ba tháng, chai đấy là thành 90 củ nhân sâm cho em. 90 củ nhân sâm trong vòng một tháng chị. Không, ba cái chai mà sinh xuất nhân sâm một ngày cơ mà em. À, ba chai này đó hả? Đúng rồi chị. Ừ Cái 33 chai này mình tại vì á chị coi cái người mắc bệnh hoặc bệnh nghiêm trọng mình mới dùng nhiều như thế. ừ đấy thì người nghiêm trọng đấy thì là chị mới họ mới bảo thế, nhà là một ngày mà một người dùng những được 90 củ nhân sâm cơ á, Đúng rồi thì chị, tại chị vì tính mình tính là thôi là chị chưa giải bệnh thích đang rồi. nặng hoặc là bệnh mắc bệnh nên mình có phải cần có một cái liều nạp rất là tốt, rất là mạnh. Mình mới vào một cái hàm lượng nó mới đủ chứ gì. Đủ để Mình mà chỉ giải thích gọi là mân khơi như thế thôi, đúng rồi chứ là chị. nếu mà giải thích sâu về một củ nhân sâm như nào mà nhân mới 90 củ trong vòng một ngày đấy, nhân mới 90 củ nhân sâm trong vòng một ngày, thế họ mới nói là đến mua xuống thì cũng chẳng dùng đến 3 củ một ngày. Thế nên là nhiều khi mà dĩ nhiên là mình gặp những trường hợp mà họ không muốn nghe nữa, hay là họ nghe hay là họ như kiểu là họ sợ rất tiền, dĩ Dạ. nhiên mình có cách xử lý. Nhưng mà đây là có những người người ta muốn muốn thực sự, nhưng mà họ nghe nói là ba lọ mà những 90 củ một ngày thì họ lại không dám dùng. Cho nên chị mới bảo là nhân tiện đây thì chị hỏi là mình lên có cái câu giải thích như thế nào cho nó hợp lý với khách. À. Đấy, ý của chị là như thế, đây là sàn là người nhà với nhau thôi, Đúng rồi. cho nên là chị Thì mới hỏi. thế này, trong một có một cái kỳ sau ba em mới chia sẻ có một cái nồng độ, nó đo cái nồng độ của Ginsenosis quý hiếm của RG3 và R2 á, thì trong cái sâm hoang dã cái loại mà tại vì chị biết không, một cái củ bình thường á, một cái củ nhân sâm mà hoang dã bình thường cái hàm lượng mà RG3 và R2 nó chỉ có 0,01% cho đến 0,03% thôi đó mà, thì á người ta đo được rằng trong cái nhân sâm tới gốc của mình á, một cái chai nữa có hàm lượng nó nhiều hơn gấp 30 lần so với cái củ nhân sâm hoang dã.
Ngay cái lượng hoạt chất này là nó rất là nhiều trong cái sản phẩm của mình, nên là mình mới nói là khoảng tương đương với khoảng 30 củ. Chị hiểu vấn đề không? Và thứ hai á, bình thường á, người ta rất bình thường á, cái nhân sâm á, họ uống nhiều á, nó sẽ bị bay gây bốc hỏa, do cái nhân sâm bình thường nó có RB1 làm tăng huyết áp tăng huyết áp gây bốc hỏa và cảm giác là nóng bức trong người. Nhiều người mà uống nhân sâm mà quá liều đi, thậm chí là nó khỏi gây gọi là tai biến mạch máu não chị. Rồi. Nên là bình thường người ta không cho uống nhân sâm quá nhiều. Nhưng mà của mình nó bị lại được cái chất này, mình vẫn còn những cái chất nó có tốt thôi, nên là 30 củ nó không ảnh hưởng gì chị. Nó lại hỗ trợ cho điều trị bệnh rất là tốt. Đúng không ạ? Thế được rồi, thôi được, chứ không là tạm thời thế. Thánh Sơn Sư Hợi là một bệnh nhân mà hậu thừa hóa trị nhất, hậu truyền hóa chất đấy. Thì thường thường là cái tác dụng phụ của hóa chất đấy, thì nó gây hỏng niêm mạc da hay là niêm mạc nội tiết như kiểu dạ dày ấy. Đấy, hệ tiêu hóa đấy. Thì chị hỏi em là khi mà uống nhân sâm vào ấy, trong cái giai đoạn mà người ta bị tiêu chảy, thì cho uống vào sản phẩm mình cho uống có được không? Uống. Tại vì truyền hóa chất hầu như là bệnh nhân sẽ bị đi ngoài. Họ bị tiêu chảy hay sao chị? Đúng rồi, truyền hóa chất là hầu như là bệnh nhân bị đi ngoài đấy em. Không vấn đề gì chị, mình uống vào mình cải thiện giúp cho hệ tiêu hóa tốt hơn, không có sao hết. Uống tiêu chảy vẫn uống bình thường không sao hết chị. Tại vì là nếu như mà bình thường ấy, nếu như mà bình thường mà những chủng nhân sâm bình thường ấy, mà người mà đang bị đi ngoài là sau uống nhân sâm là dễ bị chết đấy. Chị nghe dám xưng giảng đấy, thế nên là chị mới bảo là trường hợp của mình. Nên trường hợp này những bệnh nhân truyền hóa chất thì họ rất muốn dùng tăng thể trạng, nhưng mà trong trường hợp này chị không dám. Chính thức là chị chưa dám rồi, khi mà chắc chắn chị mới dám rồi. Cảm ơn. Ừ, thế nên chị mới hỏi là các em rồi là các anh chị bác sĩ đấy của ý nhau xem như thế nào. Tại vì ở trên kia là dám suy giả là nếu như mà bệnh nhân mà đang bị tiêu chảy ấy, đấy, hay là bệnh nhân mà đang bị đau bụng đi ngoài đó, và trong uống nhân sâm vào đó là khi chỉ số lực lực sử rất là nhanh, rất là nhiều. Chị biết không? Chị biết không, nhân sâm của mình á, nó mang tính nó có trung hòa phòng ẩm thuốc, nó hay ghi là tính hàn hay tính nhiệt đó chị hiểu không? Trung hòa. Cái sản phẩm của mình á, là nhân sâm của mình á, là tính của bản chất cái cây nhân sâm bình thường nó sẽ là tính hàn. Nên là nó sẽ gây cho nó hàn, nhưng mà nó hàn cực đó, nó hàn cực thì sinh nhiệt, hiểu không? Nên chị để những người mà bị những người ví dụ như chị để cục đá trên da chị sẽ thấy da nó lên, chị thấy không? Đó là hàn cực sinh nhiệt. Thì á, cái tính hàn của cái nhân sâm á, nó là khi mà họ uống vào á, thường á, một số người á, họ uống nhân sâm vào nó sẽ bị lạnh bụng. Nên là nó sẽ gây tiêu chảy, đơn giản vậy thôi. Đó. Còn cái họ đang tiêu chảy, nó tiêu chảy do xạ trị, hiểu không? Do xạ trị chứ không phải là do tiêu chảy, do bệnh những cái bệnh kích tả hay những bệnh bình thường. Đó. Thì do xạ trị thì cái bụng bản chất cái bụng của họ nó không có lạnh, chị hiểu không? Tiêu chảy của họ nó là cho tiêu chảy do xạ trị, không có lạnh thì nó uống nhân sâm của mình nó không có vấn đề gì. Do hóa chất nên là mình uống cái nhân sâm của mình uống tảo á, thì nó lại giúp cho nó đào thải cái có hóa chất trong cái đường ruột nó ra, thì nó lại tốt. Chị hiểu vấn đề không? Chị hiểu rồi. Okay. Đấy. Nên bây giờ chị hỏi thêm một câu hỏi nữa là bây giờ chị có một cái bệnh nhân mà nó bị thủng má như chị nhé. Nó bị thủng má như chị. Thì là hiện tại là bạn đang dùng thuốc nam ở bệnh viện thì là nói là không được. Cái không có thấy là do xạ trị vào thì là bây giờ là nó bị hoại tử ấy. Đấy, nó bị hoại tử ấy, tế bào bị hoại tử do xạ trị thì là bây giờ nó thủng cái phần má ra giống như chị đấy. Nhưng mà chị thấy may mắn là chị liền lại được cho chị khao năng lượng, nhưng mà bây giờ khao lại không nuôi được nữa rồi. Thì là bây giờ bệnh nhân này là chị muốn cho dùng những sản phẩm bên mình.
thì họ đang lăn tăn, họ đang lăn tăn, họ bảo là bây giờ bệnh viện đấy như thế thì là theo như em ấy thì là nếu như mình sơ hùng ấy thì cái phần lỗ ở má đấy, với bây giờ nó vẫn đang chảy mủ chảy máu nhá, thì liệu nó có liền lại được không? Với chị thì vẫn hy vọng là nó liền. Tại vì là bây giờ là nói thẳng ra là những người gia đình ung thư thì hầu như kinh tế gia đình đa số là rơi vào khó khăn. Dạ vâng. Đấy. Cho nên là chị muốn là nhờ em là xem đã có những trường hợp nào. Dạ. Ví dụ như tiểu đường mà bị hoại tử thì có thể là nó thịt nó đầy lên. Dạ. Có thể nó tái tạo thêm. Dạ đúng rồi. Nhưng mà đây là trường hợp ung thư mà nó chỗ đấy là đã chết hẳn rồi. Dạ vâng. Thì có tái được không? Thì mình á, mình nhớ là nhiều người vấn đề bệnh nhân á, họ dùng cái nước trái cây á chị, nó tái tạo tế bào rất là tốt luôn á chị. Thì mình dùng thứ nhất là cái nước trái cây á, giúp cho làm sạch cái lòng mạch của mình. Thì cái làm sạch cái lòng mạch của mình đưa máu tới nuôi được cho những cái tế bào cái chỗ mà bị hoại tử á, nó máu nó tới nuôi được thì tế bào nó mới sống được. Máu nó không tới nuôi thì nó sẽ dẫn đến hoại tử. Một cái gọi là hoại tử khi mà cái vùng da vùng thịt đó nó không được máu tới nuôi thì nó sẽ bị hoại tử. Thì thứ nhất cái nước cái mình, thứ hai á là cái nhân sâm của mình nó phục hồi lại cái chân khí, nó phục hồi lại cái tế bào cho mình rất là tốt. Nên là những người bị hoại tử á, thì một số người á, họ bị hoại tử về do bệnh tiểu đường á, chị biết không? Một số bệnh nhân bị tiểu đường á, họ bị hoại tử cái chi á, hoặc là họ bị tê chi á, thì mình dùng cái nhân sâm mà cái dạng mà nước ép trái cây á, mình dùng cái thì rất là tốt luôn cho những bệnh nhân mà bệnh gọi là chi nó bị loét, nó bị loét sơ vữa đó, nó bị loét mà do máu tới nuôi không được á, hoặc là bị chấn thương mà vùng chi mà máu tới nuôi không được, nên là một số người bệnh nhân tiểu đường bệnh cái chân nó rất là nặng, thậm chí một số người cái chân thúi luôn, thịt hoại tử luôn. Cái đấy sẽ gặp nhiều rồi. Đúng rồi chị. Thì mình dùng cái nhân sâm này thì rất là tốt như vậy. Cái nhân sâm mà nhân sâm tế bào gốc của nước trái cây á, những người tiểu đường thì mình, những người mà bệnh có bệnh về tiểu đường mà có biến chứng tiểu đường á, nên dùng nước trái cây. Còn mà chưa có biến chứng á, thì nên dùng đảo. Thế thì như cái trường hợp một má này á, thì là theo em là cho dùng nước trái cây luôn hay là cho dùng cái hộp tinh chất? Nước trái cây trước kia. Nước tinh chất hay nước trái cây? Theo như chị thì là theo, theo em tinh, thì hộp em tinh chất mới trước. Nhưng mà thế này nè, em nghĩ thế này nè. Em sẽ cho chị nên thủng má này là do cái ung thư, nên là mình sẽ đúng cho rồi. Bệnh nhân sử dụng trước một cái liều nạp là nạp nhân sâm, cách nhân sâm cô đặc. Thì là chị cũng đang thử là sau dùng một cái hộp tinh chất đấy trước. Đúng rồi. Sau rồi bắt đầu mình mới quay ra dùng trái cây. Đúng rồi, chính xác. Tại vì lấy cái hộp kia đầu tiên nó sẽ là cái gọi là như kiểu là dẫn đường ấy. Đúng rồi chị, phải luôn luôn khi mà mình cho thuốc vào nó phải có một cái liều nạp, cái liều ban đầu nó phải mạnh. Sau đó mình cái nước trái cây đó là gọi là liều duy trì, hiểu không? Thì như chị gọi là dũng sĩ mở đường á. Đúng rồi. Để dẫn máu ấy. Dẫn máu lưu thông cho nó nhanh ấy. Rồi. Rồi còn anh chị nào? Thôi được con... rồi, cảm ơn em, cảm ơn mọi người nhé. Ai hỏi gì thì hỏi nhé, tí hỏi nhiều quá. Còn ai hỏi nữa mà. Alo. Alo. Hồi nãy có nghe Thúy nói là trong cái chai trên tinh chất sấy hổ nhân sâm đó là 30 củ, thì mình xin ý kiến lại trong cái bảng đó mình thấy chỉ có 15 củ thôi, tại đó các bạn tâm á, nó không phải là 30 mà chỉ có 10, tương đương với 15 củ thôi. Cái nào chị? Cái chai tinh chất tế bào gốc nhân sâm đấy, mình mở lại tế bào gốc nhân sâm á, một chai của mình, một chai nhỏ tương đương 15 củ chị. Đúng rồi, hồi nãy cái tảo nó là 30, cái tảo mình mới 30. Hồi nãy có thể là em nói lộn á, có thể không, là chị nói lộn đấy, mình nói lộn á, chị nói lộn đấy, cho nên xin lỗi mọi người, chị nhắc nhắc lại vậy mọi người, để đừng có nhầm lẫn thôi.
hình chất một chai 50 ml mình sẽ là 15 củ, tương đương hoạt chất của 15 củ nhân sâm rừng nha. Đúng rồi, chị làm ở trong cái kia là nếu bệnh nhân lại được uống từ 3 đến 6 chai. Thế là xong đầu chị liền nhân 6 chai đến 15 là thành 90 củ. Thế là ừ đấy là dư là mọi người thông cảm là cái lão của Thúy ấy là bây giờ nó không có minh mẫn cho mọi người. Cho nên nói hơi bị lép một chút, hơi bị sai một chút thôi. Đầu thì vẫn tính là 6 chai nhân 15 củ cho bệnh nhân này. Đấy, thì nó là 90 củ. Nhưng mà khi nói lại nói là 3 chai nhân với 30 củ. Xin lỗi mọi người nha, không vấn đề gì. Không, okay. Đấy là nói chuyện đây thôi. Chuyện khi mà tư vấn bệnh nhân ấy là chúng ghi ra giấy để cho liệu trình chuẩn lắm. Chứ không thể nói không ngơ đâu. Bệnh nhân rất đàng hoàng. Đập đi đập lại, chỉ nữa rồi mới cho dùng. Ok. Rồi chị nghe còn vấn đề nào nữa không chị? Còn ai có thắc mắc nào không ạ? Cảm ơn Khánh nha, hôm nay em rất nhiệt tình. Ok, ok chị. Còn ai thắc mắc nào hay là ai có vấn đề nào thì vấn đề bệnh hay là những vấn đề nào sức khỏe của những người thân hay là những người bạn bè của mình có những triệu chứng nào thì mọi người có thể hỏi thì em sẽ trả lời cho hôm nay. Và mọi người chú ý là cái ngày thứ bảy là cái ngày chuyên sâu về sản phẩm. Và bây giờ mọi người không hỏi chị Thúy hỏi tiếp nhé, để cho mọi người nghĩ nhé. Tại vì là mọi người cứ thoải mái, mạnh mẽ lên, mạnh dạn lên để hỏi. Mình hỏi, tại vì em thấy là bác sĩ, em sẽ trả lời cho mình có thêm kinh nghiệm. Bây giờ chị nói thấy là chồng chị Thúy bị hút. Thế là vì sao chị nói hôm nay nó bị hút? Chồng chị Thúy bị hút mà đã từng mặc rất là nhiều u phục. Và bây giờ càng ngày hết u phục, sẽ được u phục nó càng lớn. Mà anh thì lại gầy, chứ anh không béo. Đấy. Thế nên là anh nhà chị đang bị gút à? Anh này là này điên là hay đấy, nhiều cái hay đấy. Bị lạ lắm em ơi. Bây giờ chị nói cho em nghe mày, xin lỗi mọi người. Là Thúy là trước đây là dùng cái sao giãn năng lượng ấy. Khi mà cái cục của anh nó sôi lên ấy, mà ở cái phần mềm ấy, thì mình lấy dao lam mình rạch ra, thì mình bóp ra nó ra cái mục nó bị nhựa sáng sáng như mục mì ấy. Đấy. Thế rồi là đến khi mà mình dùng sao năng lượng, mình dán vào cái phần thịt sơ thì là nó sẽ tạo ra cái dịch ở đấy, nó sẽ dịch nhầy thứ vẫn là hình ảnh đấy, thì là nó sẽ tạo ra cái phần xuống ấy nó mềm dần hơn, thì mình sơ xi lanh và mình rút ra cả một và cả dịch nhầy luôn. Đấy là mình sẽ hút cho chồng mình như thế, em hút cho chồng mình như thế. Thế nhưng mà do lý do là ông xã là uống rất nhiều rượu, cho nên bây giờ khi cao năng lượng của mình làm ấy, nó không có nữa, nó chẳng là không mua được nữa. Đấy, thì là bây giờ anh vẫn uống rượu và bây giờ cái hút của anh nó sang trưởng rất là mạnh. Đấy, thì là chị muốn hỏi Khánh là, chị hỏi trước thôi chứ hiện tại chưa có kinh tế để dùng. Thì là theo như em ấy thì là rượu thì anh không bỏ rồi, nó thẳng luôn. Chị em muốn nói là sản phẩm của mình ấy, cho anh uống cái loại là hợp lý nhất. Thế này thì hồi trước là chị chuẩn bị thôi. Về bệnh gút á, thì em cũng nói chị á, là bệnh gút á, nó là một cái bệnh nó dạng như tự miễn. Và cái cơ thể của mình á, cái khả năng mà đào thải cái acid uric của cơ thể mình á, nó bị yếu so với người bình thường. Và nó, cái thận nó không có khả năng đào thải độc tố, nó đào thải cái acid uric ra. Và cái acid uric này á, đặc biệt là những cái nào mà có đạm nhiều á, thì acid amin nhiều nó sẽ, khi nó bị chuyển hóa ở gan nó sẽ ra cái acid uric này. Acid uric anh chị, nó chuyển hóa. Đúng rồi, nó một cái bệnh có loại chuyển hóa acid uric. Thì những người nào bị tăng acid uric máu thì dễ dẫn đến gút. Nhưng mà không phải tất cả những người bệnh gút đều có tăng acid uric, hoặc là tất cả những người bị tăng acid uric đều bị gút nha anh chị. Tức là cái bệnh gút đó, nó là một cái bệnh nó có loại chuyển hóa cơ thể của mình và nó gây ứ động acid uric ở các mô khớp và các vùng mô mà bị lỏng lẻo, thì nó sẽ ứ động ở đó, nên là một số người bệnh gút họ sẽ có cái đốt, những cái bong bóng, những cái đốt mà người ta gọi là cái nút đó, nó sẽ phập phiều có dịch nhỏng á, nó có, hoặc là về sau thì nó hễ cứng. Thì á, cái acid uric này nó ứ động tại vùng các vùng da mô, và đặc biệt nó ứ động nhiều nhất ở vùng mô gọi là khớp bàn ngón
xa khớp bàn ngón của ngón chân cái, bàn tay cái. À, và cái khi mà nó ứ động ở vùng mô khớp đó, nó sẽ gây nên hiện tượng viêm, nên là những người đó sẽ rất là đau, mà đau đau điên cuồng luôn, đau điên cuồng ở vùng vùng mô ngón cái. À, ví dụ như khớp bàn ngón chân tay cái nè, chân cái mà nó nhiều nhất ở chân cái, thì cái nó do nó ứ động gì gọi là chuyển hóa thôi, do cái tạng thận đúng không, thận của mình nó làm việc không tốt. Thì cái bệnh này á thì đơn giản là mình dùng cái sản phẩm là sản phẩm trái cây, quên, cái sản phẩm táo. Dùng cái sản phẩm táo này thì nó mình cũng cái sản phẩm là cỏ linh lăng, loại bỏ axit uric để tránh được cái bệnh gút, là mọi sự gây ra bệnh thống phong. Thì cái bệnh thống phong á là trong cái bệnh gút á, trong nó là bệnh của Tây y, nhưng mà trong Đông y người ta gọi là bệnh thống phong. À, bệnh thống phong. Anh nhà chị bây giờ lên nhiều lắm, nó lên nhiều ngay như bàn chân nó phải xuống. Bệnh đó là buổi sáng là đau đau khủng khiếp, bà bệnh nó đau điếng trời. Bác sĩ Khánh ơi. Dạ vâng. Chị bà. Alo. Chị. Ừ. Rồi chị nói chị đi. Nga đây. Rồi chị. Nói đi. Chị Nga nói đi. Cho Nga hỏi. Cho Nga hỏi tổng hành dinh của mình ở Sài Gòn là ở chỗ nào nhỉ? Để chị qua thăm, chị đang ở Sài Gòn. À, chị Ngưu Nga đang ở Sài Gòn á, tuyệt vời vậy. Ừ. À, tổng hành dinh của mình đang ở 208 Nguyễn Hữu Cảnh, à. Ở Vinhome Central Park á chị. À. À, hay quá. Thế thì Khánh ơi, Khánh nhắn vào Zalo của nhóm cho chị với nhá. Xong để nếu mà ấy thì ngày mốt chị vào, buổi sáng chị vào chị thăm mọi người xíu. À, ok chị ở quận 1. À, ngày mốt mới vào à? Ngày mai chị không có vào được. Ngày mai chị đang bận ở bên này, vì chị đang tham gia một cái khóa học ở bên này một xíu. À, chị khoa học cũng phải dây Abraham không vậy? À, không. Bữa nay đang bên Babylon rồi, cái gì Abraham. Thì ngày mai á chị, ngày mai được thì chị buổi chiều, nếu mà chiều chị rảnh á, chị có thể qua bên chỗ mình, nhóm mình nó tổ chức một tài trợ cà phê cho một cái khóa học trái học dạy con á ở Gò Vấp. Thì ngày mai mình tài trợ cà phê đó thì chị có thể qua cho giao lưu cùng. Ừ, thế thì up lên nhóm cho chị với, hoặc là nhắn vào Zalo riêng của chị với. Ok chị. Hình như hồi sáng chị có nhắn cho em đúng không ta? Mà hình như là lúc đó em bận quá, em lại quên mất trả lời cho chị. Ừ. Lát em nhắn lại cho chị. Khánh số điện thoại của chị Nga, Khánh lưu hộ chị với. Xong rồi có gì thì nháy vào máy cho chị với. 0988. Để em chút xíu ạ. Ừ. 0988. 91. 91. 2939. 91 gì ạ? 2939 2939 0988 91 2939. Rồi ok. Một số nữa này. Hai số rồi. Đều có Zalo nhé. Một số nào đầy thì em kết nối vào số kia để chị kết nối lại với em. 090 090 466 5368 5368. Rồi ok chị. Ừ. Kết nối vào số Zalo sau này sẽ ok hơn. Rồi ok. Chị có câu hỏi nào về bữa nay không? Bữa nay em, chị thì là người mới tiếp nhận, và chị hôm nay thì chị chỉ được học những cái chuyên sâu về kiến thức để mình có thể tư vấn cho khách hàng thôi. À. Nói chung là rất hay. À. Ok chị. Ok. Trong khai nhắn nó chị nhá. Chị có thắc mắc nào không? Chị chưa thắc mắc nào hết. Ok. Nghe đã. Ok. Rồi, không biết là mọi người có thắc mắc nào nữa không ạ? À? Không thì mình có thể kết thúc vào buổi Zoom ngày hôm nay. Rồi. À. Xin cảm ơn bác sĩ Khánh rất nhiều nha. Ok, rồi. Cảm ơn chị ạ. Lát em sẽ nhắn tin Zalo với chị. Để chị. Nếu mà không kết bạn được với chị, em cứ nhắn tin Zalo chị nhận được nhá. Ok. Chị hỏi này. À, vâng. Okay, chị hỏi đi ạ. Cái bệnh nhân mà tai biến sau tai biến á. À. Thì sử dụng cái sản phẩm nào đấy em? Sau tai biến, nếu mà mới vừa bị tai biến hay là
Bao lâu rồi? Không, lâu rồi em, hơn 5, 2 năm thôi. Bên này một bệnh nhân nữa vừa 2-3 tháng như người già đó. Chị nói lại em nghe không rõ chị, nó bị mạng của chị nó bị cục trơn á. Ờ đúng rồi, mạng chị cục trơn. Mạng chị cục trơn á nên là em nghe không rõ, chị nói lại đi. Người ơi, chị hỏi này. Tai biến bao lâu rồi chị? Chị hỏi đây. Tai biến thì tức là người già khoảng 80 tuổi thôi. 80 tuổi đấy em. Mà họ bị sau khoảng được khoảng 2 tháng này đó, tức bị niệt vào chân. Có đúng không? À, 2 tháng rồi. Bị niệt vào bên em. Dạ dạ dạ. Niệt bên trái á. Dạ. Cho chị cho thứ nhất chị ấy mà nếu tưởng gần cũng 2 tháng rồi thì chị giờ chị cho uống cái nước trái cây á, nó tốt. Nước trái cây á mình tốt hơn. 83 tuổi đấy. Đúng rồi, mình người lớn tuổi á, người lớn tuổi mình cho chống oxy hóa mạnh, làm sạch được máu của họ. Cho lớn tuổi đó. Cái cây mạnh. Cái cây rất là tốt, cải thiện sức khỏe rất tốt. Chỉ cần nước trái cây thôi đúng không? Cái cây đủ rồi chị. Chỉ cần nước trái cây đúng không em? Đúng rồi, khỏi cần nhân sâm cô đặc. Tại vì nếu mà ví dụ như bệnh nó mới hoặc là mới có tuần ngay thì dùng cái nhân sâm cô đặc nó cải thiện nhanh hơn, tốt hơn. Nhưng mà bây giờ mình bị 2 tháng rồi thì cứ nước trái cây là được. Kết hợp. Chị nói cô sắp xếp cái đi thực ra bệnh lý trị liệu nhé. Cái mình đang trong 2 tháng trong gọi là trong 4 tháng đầu là cái lúc mà mình cải thiện cái chức năng của tay tốt, tay chân qua 4 tháng đó là mình khỏi cải thiện luôn á. Cải thiện rất là ít, cải thiện rất là chậm. Nên là mình đang trong giai đoạn mà gọi là tập phục hồi chức năng á, cho cô đi tập thứ nhất là uống nước trái cây, thứ hai là tập phục hồi chức năng. Tích cực vô. Càng tích cực thì sau này các biến chứng và các triệu chứng của liệt nó cải thiện hơn. Với lại bệnh nhân 83 tuổi già lắm rồi, cho nên là cũng khi tư vấn cho khách dùng. Ok, còn ai có câu hỏi nào mà? Không, chúng ta sẽ bắt kết thúc buổi live stream ngày buổi Zoom ngày hôm nay. Được không ạ? Chị Hoa có chị Hoa, chị Bảo Liên có giơ tay nè. Chị Hoa, chị Bảo Liên có câu hỏi nào không? Chị Hoa Nhi. Anh ơi, chị hỏi cái viên bí mật phụ nữ ấy thì mình dùng như nào là hợp lý nhỉ? Viên bí mật phụ nữ á chị? Thì thời gian đầu á, thời gian đầu mình có thể mình dùng một ngày một viên trước, sau đó mình khoảng tuần, hai tuần sau thì bắt đầu mình một ngày hai viên, sáng viên, chiều tối viên. Uống trước tức là ăn. Trong thời gian đầu là trong khoảng bao nhiêu lâu mình uống một ngày một viên? Uống khoảng một tuần đến hai tuần rồi uống một ngày một viên thôi. Sau đó mình bắt đầu uống thời gian nào là hợp lý? Uống sáng và tối chị. Sau bữa ăn sáng. Sáng và tối. Là một ngày một viên. Đúng rồi. Bảy giờ sáng, bảy tối. Ngày hạn cử. 7 giờ sáng, 7 giờ tối là một ngày một viên trong 10 ngày ban đầu đúng không ạ? Đúng rồi. Sau 10 ngày sau thì một ngày mình uống 2 viên, cứ sau 7 giờ sáng và sau 7 giờ tối. Đúng rồi con, okay. Vậy. Uống rồi, uống xong nó cực tốt luôn, đẹp da cực kỳ. Nữ vô là uống vô là căng tức một ngực luôn. Đấy, vòng một mình cải thiện nhiều lắm á. 10 ngày đầu mình sẽ uống một viên và 10 ngày tiếp theo thì mình sẽ uống 2 ngày, một ngày 2 viên. Đúng rồi chị. Ok. Cực kỳ tuyệt vời. Còn ai nữa mà? Rồi. Nếu mà không có ai có câu hỏi nào thì mình sẽ kết thúc vào buổi Zoom ngày hôm nay. Thì chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và thật nhiều sức khỏe và thành công cùng Century nhé. Rồi, cảm ơn bác sĩ Khánh nha. Rồi, chúc cả nhà tối ngủ ngon. Bye bye, cảm ơn mọi người. Rồi, bye bye.